Kevin xin chào các bạn. Thì hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý. Là mình vừa ăn Tết xong. Thì hôm nay bên shop mình sẽ chính thức mở bán trở lại sau một cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch năm Canh Tý. Thì mình cũng chúc cho các bạn có một cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tấn tài tấn lộc. Đó, và đặc biệt nhất là cái sức khỏe của chúng ta luôn luôn dồi dào để chúng ta tiếp tục phấn đấu trong cái năm 2020 năm mới này. Rồi thì hôm nay cũng mình chúc cho các bạn sức khỏe như vậy, và mình cũng sẽ bắt đầu shop của mình mở bán trở lại, và mình gom sẵn cái dịp đấy mình sẽ gom đơn trả cho các bạn những cái đơn trước Tết và trong Tết mình sẽ trả lại cho các bạn những tất cả những cái đơn của các bạn. Mình sẽ tổng hợp lại những cái đơn này để cho các bạn có những cái dụng cụ sớm nhất để các bạn tập luyện, có sức khỏe để chúng ta chống chọi những cái bệnh tật. Như trong cái suốt cái quá trình này thì cái dịch cúm corona nó hoành hành trên khắp thế giới, thì bây giờ ở đâu các bạn cũng nghe cái corona, lên mạng cũng nghe corona, đi ngoài đường nghe corona, rất là bội thực. Thì mình cũng khuyên các bạn thì chúng ta phải tự chăm sóc bản thân của chúng ta thôi, ta tự trang bị chúng ta những kiến thức về phòng chống dịch bệnh của những cái chuyên gia y tế, và riêng bản thân của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng luyện tập thể thao thường xuyên để chúng ta có sức đề kháng tốt nhất, để chúng ta tập luyện để chúng ta có những cái sức đề kháng đó, chúng ta chống chọi lại những căn bệnh con virus corona đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái đơn hàng trong Tết và trước Tết. Hôm nay mình đọc lại những cái đơn hàng đó, và ví dụ những cái bạn nào có những cái đơn nào mà shop của các bạn thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ lại cho shop. Bởi vì trong Tết thì có một số đơn mình rất là dễ bị thất thoát, bởi vì thời gian nó khá là lâu, và như có thể là mình sẽ gọi lại check từng bạn lại, check lại đơn từng khách hàng của mình, để nhiều lúc các bạn cũng quên, lâu thời gian lâu quá bạn quên, check lại để mình xác nhận lại từng cái đơn hàng đó. Rồi và mình cũng nói luôn, thì một trong cái đợt này, cái dịch cúm corona này, thì mình bên shop mình có một số cái đơn hàng rất là khó nhập về. Ví dụ như một số cái đơn hàng mình bên shop đang khách hàng các bạn ạ, cũng khá là nhiều. Ví dụ như về cái bao cát trụ đứng và bao cát tray thì bên mình hiện tại đang hết hàng, đứt hàng luôn rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại đang bị cúm, mình không nhập hàng được. Thì cũng mong các bạn thông cảm, các bạn chờ những bạn nào đã đặt hàng, các bạn hãy thông cảm chờ, và những bạn nào đang đặt hàng và chuẩn bị đặt hàng thì các bạn cũng thông cảm chờ một thời gian nữa. Thì khi nào mà có hàng lại thì bên shop sẽ liên hệ lại cho các bạn một ngày sớm nhất. Đó, cái bao cát chủ đứng các bạn. Rồi ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại những cái đơn nào mà hôm nay khách sẽ shop sẽ chuyển đi. Và thứ nhất là cái bao ở cái trụ bóng phản xạ, cái bóng phản xạ đặt ruột, là cái bộ trụ lắc lư đặt ruột. Mình nói các bạn nào coi video này, bạn nào đặt hàng coi video này thì các bạn sẽ biết thôi. Ok, rồi tiếp tục là cái bao cát trụ đứng trục xoay, còn đúng một bộ thì hôm nay mình cũng cho đi luôn. Đó, khách đã chuyển tiền, chuyển tiền trước cho bên shop. Rồi cái tiếp theo là cái bao cát treo 1 mét cùng kèm với cái bộ giá treo bao cát. Rồi đó, đã một đơn. Tiếp tục và tiếp theo nữa là cái vỏ bao cát, thì bên mình gồm bốn khách, một khách ở Gia Lai, một khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tân, một cách đó mình nói chung là bây giờ mình không nhớ rõ, nói chung là bốn đơn. Đó. Ok nha. Rồi tiếp theo là chơi bóng phản xạ hai đầu dây. Rồi khách này rất là nhiệt tình, khách này gọi điện cho shop và hối shop liên tục, bởi vì sợ khách này sợ rồi qua Tết mình quên, thì cũng có hối rất là nhiều. Đó, ok. Rồi xin lỗi các bạn, bóng phản xạ hai đầu dây treo và găng tay kẹp bằng ngón tay. Ok, ngang tay kẹp bằng ngón tay 5 mét. Đó. Rồi và tiếp tục là ngang tay 2 dép nữa. Và đao nhôm kiếm nhôm thì khách ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm pha thì khách tại Thành phố Hồ Chí Minh quận 5. Đó. Và một cái giá treo bao cát. Và ba cây trùm cầu may. Ok. Đó là cơ bản cái đơn hàng thì hôm nay shop sẽ gói đóng gói và gửi đi trả cho các bạn trong cái Tết. Trong Tết mình các bạn đã chốt đơn với mình. Dĩ nhiên cái này là mình chỉ mới có nói sơ cho các bạn thôi, để các bạn ví dụ như có xem video này thì chúng ta cùng vui vẻ, ví dụ như thấy những cái đơn hàng trước của mình thì alo shop
đó. Dĩ nhiên shop sẽ gọi điện check lại cho các bạn một lần nữa để chúng ta có được những cái sản phẩm nhanh nhất mà đặc biệt trong cái Tết, trong cái năm mới này, chống chọi lại virus corona gì đó. Ok rồi, cũng chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này, và một lần nữa mình cũng xin chúc các bạn một cái năm mới